Tôi rõ ràng đã thức tỉnh thành tôn ngộ không thần cấp đầu chiến thắng Phật, nhưng vẫn bị học viện đánh giá là phế vật cấp S. Không chỉ toàn trường thầy trò đều chế giễu tôi là một tên rác rưởi vô dụng, ngay cả bạn gái của tôi, hoa khôi nữ thần Liễu Như Yên cũng muốn bỏ rơi tôi. Nhưng là người xuyên Việt, tôi biết. Phế vật. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không làm sao có thể là phế vật? Và hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi bước vào Đại học Bắc Hà. Lý Ngộ Không, đến lượt cậu rồi. Là thiếu niên thiên tài 3 năm luôn đứng đầu mọi kỳ thi và huấn luyện, sắp đón chào thời đại của riêng mình, thời khắc mà các cậu mong đợi đã đến rồi. Nào, hãy chuẩn bị tôn sùng tôi đi. Chuẩn bị xong chưa nào? Thức tỉnh hệ động vật khỉ, cấp bình thường. Cấp S. Chẳng là gì cả. Chật, ầm ĩ vậy mà chỉ là một con khỉ thôi. Cậu ta không phải là học sinh xuất sắc sao? Nếu là như vậy, vậy chắc chắn hoa khôi Liễu Như Yên sẽ chia tay với cậu ta. Cha cậu ta là thành chủ Bắc Hà. Vậy chẳng phải tôi sẽ có cơ hội sao? Khốn kiếp, sao dám coi thường tôi chứ? Trong chớp mắt của số mệnh, vinh quang và ảm đạm nặng lẽ ẩn chứa. Vầng hào quang lấp lánh rực rỡ ngày xưa, giờ đây lại hóa thành công cùng nặng nề trói buộc bước chân tiến. Và điều khiến Ngộ Không bất ngờ hơn nữa là những thử thách chưa biết phía trước và bước ngoặt của số phận. Lý Vệ Quốc, đây chính là con trai anh. Liễu Trọng Ngôn, chú của Liễu Như Yên. Thức tỉnh thần thú, sói đơn độc. Thực lực cực bắc. À đúng rồi, không nghi, lên đây chào Liễu Thúc đi. Liễu Thúc. Người đẹp trai đấy. Tiếc là thiên phú không được tốt lắm. Ta biết, mối quan hệ riêng tư giữa cậu và Như Yên nhà ta. Nhưng hãy nghe lời chú. Chia tay đi, người như cậu, không xứng với nó đâu. Như Yên nhà ta thức tỉnh chính là thần thú Phượng Hoàng. Còn cậu thì sao? Một con khỉ cấp S. Liệu Như Yên có biết không? Quan trọng sao? Bây giờ cậu đã thành phế vật như vậy, cậu nghĩ nó còn thích cậu sao? Hơn nữa, ta đến đây là để thông báo cho cậu, không phải đến để thương lượng với cậu. Ta có quyền đại diện cho cả nhà họ Liễu. Cậu đừng trách chú nói khó nghe. Đây chính là hiện thực. Ở thế giới này, kẻ yếu không có quyền theo đuổi tình yêu. Được thôi, vậy thì chia tay đi. Hừ, coi như cậu biết điều, chúng ta đi thôi. Xin lỗi, là tại ba. Vô dụng, lão quốc à. Chuyện này không liên quan đến ba. Con về phòng trước đây. Nhân phẩm đã mất, ta nhất định sẽ tự tay giành lại. Khỉ, chẳng lẽ khỉ thật sự đã hết cách cứu vãn sao? Chắc chắn là người ở thế giới này chưa lĩnh ngộ được tinh túy của khỉ. Năm xưa Tề Thiên Đại Thánh náo loạn thiên cung, chẳng phải cũng là khỉ sao? Đạt thành tích náo loạn thiên cung, độ dung hợp tăng 0.1%. Đạt thành tích Tề Thiên Đại Thánh, độ dung hợp tăng 0.2%. Chú ý, mỗi tuần chỉ có thể kích hoạt 3 thành tích. Wow, hệ thống. Đây là hệ thống. Nhìn kiểu này, đạt thành tích là có thể tăng độ dung hợp. Độ dung hợp, mức độ dung hợp giữa người thức tỉnh và vật thức tỉnh. Độ dung hợp càng cao, thực lực phát huy ra càng mạnh. Thần thú khỉ này lại có thể thông qua trải nghiệm Tây Du Ký để kích hoạt. Khó trách người ở thế giới này đều không thể khai phá tiềm năng của thần thú khỉ. Nào nào, để ta thử lại xem. Tôn Ngộ Không 3 lần đánh bạch cốt tinh. Đạt thành tích, Tôn Ngộ Không 3 lần đánh bạch cốt tinh, độ dung hợp tăng 0.2%. Độ dung hợp đạt 0.5%. Tên thức tỉnh, Tôn Ngộ Không. Lúc này, trong biển thi hài của Ngộ Không, chú khỉ con vừa mới thức tỉnh, đã cao lớn bằng một người. Quả nhiên, tốt quá. Chính là khoảnh khắc này ta đợi mong. Khỉ con định đi đâu vậy? Lão quốc, ba đừng quản nữa, con sẽ về muộn một chút.
Cứ lấy mấy con này tập luyện cho quen tay trước đã. Nhện con nguyên thủy, vừa đúng để luyện tay. Độ dung hợp tăng không ơi, không 1%. Ồ, cái này cũng được à? Đúng rồi, Tôn Ngộ không từng đánh nhện tinh mà. Anh Minoc, ta vui quá chừng. Đây chẳng phải là đến đưa kinh nghiệm sao? Nào, hãy để con bạo đến dữ dội hơn nữa đi. Mãnh liệt hơn nào. Ta rõ ràng đã thức tỉnh thành Tôn Ngộ không thần cấp đấu chiến thánh Phật, nhưng vẫn bị học viện đánh giá là phế vật cấp S. Không chỉ toàn trường thầy trò đều chế giễu ta là một tên khỉ rác rưởi vô dụng, ngay cả bạn gái của ta, hoa khôi nữ thần Liễu Như Yên cũng muốn bỏ rơi ta. Nhưng là người xuyên Việt, ta biết. Phế vật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không phế vật làm sao có thể là phế vật? Đây mới đúng là Như Yên của chúng ta. Tôi còn trẻ đã thức tỉnh thần thú Phượng Hoàng cấp EC1. Sao mà so được với tên Ngộ không kia chứ? Như Yên à, hôm nay chủ đã giúp con quyết định rồi. Đã bảo Lý Ngộ không từ bỏ ảo tưởng về con rồi. Dù sao con xứng đáng có điều tốt hơn. Vâng à chú. Yên Nhi à, bên Đại học Bắc Hà có gửi tin nhắn đến. Xét giáo viên con đã thức thần thú Phượng Hoàng. Họ đã đồng ý cung cấp thêm cho con một cơ hội thử thách mỗi tháng. Giờ thì tên Ngộ không kia đã chẳng ra gì rồi. Bây giờ con vào Đại học Bắc Hà, phải chăm chỉ nâng cao thực lực đấy. Con biết chưa? Dạ con biết rồi ba. Vậy thì không có gì nữa, con ra ngoài trước đi. Cậu Ngộ không đó, thật sự không còn liên quan gì với con gái ta nữa chứ. Yên tâm đi thành chủ, thằng nhóc đó giờ tính là thứ gì chứ. Con mơ tưởng yêu đương với Như Yên. Mơ ăn cướp à? Ha ha ha, 3 năm trước nếu không giáo viên nào có thiên phú xuất chúng, sao ta có thể đồng ý cho nó yêu con gái ta chứ? Con khỉ phế vật. Hạ sát 50 nhện còn nguyên thủy. Độ dung hợp tăng lên 1%. Đạt được Tề Thiên Đại Thánh thuật pháp hình thái biến hóa thứ nhất. Nhân hình biến. Nhân hình biến, để ta thử xem. Như vậy, ta chính là người đàn ông đầu tiên trên thế giới này phá vỡ xiềng xích của khí cấp S. Ồ, đó không phải Ngộ không sao? Con dám đến cơ à, thật có dũng khí. Nếu tôi mà thức tỉnh thành, S thì sớm không còn mặt mũi nào rồi. Người ta là học bá mà. Da mặt dày, đâu giống bọn học sinh rụt rè như chúng ta. Ngộ không trong lòng hiểu rõ, mấy người này hồi cấp 3 chưa từng chê bai mình. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội, tất nhiên là phải sỉ nhục cho đã rồi. Vì thức tỉnh thần thú, nên lớp được xếp vào cũng thuộc hàng pháp ban. Nhưng cái hay của Đại học Bắc Hà là dù nhà cậu thế nào, đều sẽ phân chia lớp theo thực lực. Tuyệt đối không vì nhà cậu mà phân trên dưới. Cậu chính là Ngộ không phải không?
Ngộ Không mà bên ngoài đồn ầm ĩ ấy. Tôi tên Thiên Lý Béo. Làm quen nhé. Thiên Lý Béo, gia sản nhà anh trên 100 triệu. Cha anh là đại gia nổi tiếng ở Bắc Hà Thành. Lý Ngộ Không, đúng rồi. Cậu chắc đến sớm hơn tôi nhỉ. Chủ nhiệm lớp đâu rồi? Chật, chắc lại biến mất rồi. Với lớp như chúng ta, ngay cả dạy cũng giáo viên mất giá. Chắc cả học kỳ cũng chẳng giáo viên mặt mấy lần. Đúng vậy. Ta chính là giáo viên dạy lớp các cậu mất giá đấy. Lâm Thiến, con gái của hiệu trưởng Đại học Bắc Hà Lâm Thiên Thanh. Tôi biết nghe vậy các cậu sẽ không thoải mái, nhưng đó chính là sự thật. Một lớp cấp S. Về nguyên tắc, ở một trường như Đại học Bắc Hà, đáng lẽ không nên mở ra. Thuần túy là lãng phí tài nguyên, lãng phí nhân lực. Thưa cô, điều này vẫn chưa chắc mà. Sao cô có thể khẳng định lớp chúng ta không ai có thể vươn lên sau này chứ? Hừ, được, vậy nếu trong cuộc thi khai giảng một tuần sau, các cậu không xét bét, dù chỉ là áp chót, ta sẽ thừa nhận các cậu cũng có chút năng lực. Sau này ta cũng sẽ tận trách nhiệm của mình. Chỉ có vậy thôi, ta chính là thực tế như thế đấy. Cả khóa chỉ có mỗi lớp S của chúng ta, không xét bét cũng khó lắm. Quả nhiên, trong năm môn này tôi chẳng giáo viên chút hy vọng nào cả. Hay là nghe lời cô chủ nhiệm chuyển sang văn khoa nhỉ? Nhưng mà văn của tôi cũng dở tệ, trời ơi. Biết làm sao đây, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm giáo viên đã hết hy vọng rồi. Nếu không phải ba tôi ép đến, tôi còn chẳng thèm đến. Này, cậu định sao đây? Nếu ngay ngày đầu khai giảng mà các cậu bỏ đi hết, một mình tôi biết làm sao. Ai yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu. Tình bạn này tôi nhận định rồi. Này đợi tôi với. Rốt cuộc cậu đang tìm cái gì vậy? Đi tìm xem có gì thú vị không? Ngộ Không chọn Hoàng Mao Điêu Thử là vì loại quái vật này vừa có thể nâng cao năng lực thực chiến, vừa có thể kích hoạt tăng độ dung hợp của Tôn Ngộ Không. Không ngờ, đúng là có thật. Nếu diệt hết bọn chúng, chẳng phải thực lực của tôi sẽ tăng lên không ít sao? Ồ, học đệ định đi đánh quái à? Hoàng Mao Điêu Thử này không dễ đối phó đâu. Mấy khóa trước có một đứa lớp ép đến thử thách, kết quả bị diệt luôn ở trong đó. Tôi là người phụ trách phê duyệt. Cậu là lớp nào? Lớp ép. Vậy không được, cậu đừng thách đấu cái này. Cậu qua bên kia đánh mấy con bướm tập tay đi. Thứ này cậu đánh không lại đâu. Cậu không thấy thông tin cái này à? Nếu tôi cứ đòi đánh thì sao? Vậy cậu ký cái thỏa thuận này đi. Đánh xong thì không liên quan gì đến tôi. Tiểu Lưu, lại có hoạt động rồi. Mỗi khóa đều có mấy đứa không sợ chớp. Tôi khuyên rồi, không nghe. Hay là cậu nghe lời học trưởng đi. Cậu từ lớp S ra thì tốt nhất đừng thử. Không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy. Đúng vậy, thứ đó mà phát điên lên, đừng nói là cậu, bọn tôi đều sợ lắm. Có bắt đầu thử thách không? Đứa nhỏ này gan thật đấy. Những người làm phế vật đều biết, một khi thức tỉnh thiên phú sẽ phải đối mặt với chia rẽ. Ngay cả bạn bè, thậm chí không quen biết cũng muốn sau lưng mà chèn ép mình. Nhưng điều họ không biết là tôi không chỉ thức tỉnh hệ thống, mà còn là thần cấp thần thú Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phế vật. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không làm sao có thể là phế vật? Các cậu vừa rồi có nhìn rõ động tác của cậu ta không? Không, không có, quá nhanh, căn bản nhìn không rõ. Trời ơi, đây thật sự là cấp S sao? Nhanh đi thông báo cho giáo viên. Đúng là không cao của tôi, ngầu quá đi mất. Nhìn thấy chưa, đây là người lớp chúng ta. Cậu ấy tên Ngộ Không, anh em tôi đấy. Trời ơi, thế này không ổn rồi. Xếp hạng Đại học Bắc Hà giờ đã rớt xuống thứ 4. Sao ba lại sắp xếp con đi dạy lớp ấy chứ?
Xét về thực lực, con cũng thuộc tầng lớp trên trong trường. Chẳng lẽ không xứng đáng dạy lớp tốt hơn sao? Đến lớp tốt hơn, con cũng có thể phát huy năng lực và tác dụng lớn hơn mà. Nói chẳng ra là con không muốn dạy lớp ép. Tính cách này của con vẫn cần phải mài dũa cho tốt. Báo cáo. Không sao, vào đi. Hiệu trưởng, thử thách Hoàng Mao Điêu Thử bị người ta đơn thương độc mã vượt qua rồi. Gây xôn xao không nhỏ. Cái gì, đơn thương độc mã á? Đệt, mấy con Hoàng Mao Điêu Thử ta vừa mới nuôi mà đã bị một mình diệt hơn 100 con rồi. Ta không phải đã nói học sinh các khóa trên không được bắt nạt mấy con quái vật nhỏ đó sao? Là để cho học sinh khóa dưới đấy. Hiệu trưởng, là một học sinh lớp F đánh đấy ạ. Nhưng không biết tên là gì. Cái gì, lớp F á? Đúng, lớp F ạ. Vậy hiệu trưởng, tin này chúng ta có nên đăng không ạ? Nên đăng chứ, sao không? Đăng ngay bây giờ luôn, rồi đi điều tra xem học sinh lớp F đó tên gì nữa. Nhanh lên. Chúc mừng nhé, Liễu thành chủ. Nghe nói con gái anh thức tỉnh Phượng Hoàng cấp AC. Phải bày tiệc rượu ăn mừng chứ. Đúng vậy, Liễu thành chủ, đừng nói là cấp AC. Ngay cả người thức tỉnh thần thú Phượng Hoàng này cũng là sự tồn tại hiếm có như Long Phượng Sừng Lân. Ôi dao, quý hóa quá. Cảm ơn các vị lão bản. Đợi khi nào Như Yên về, nhất định sẽ thông báo. Mọi người cùng đến ăn mừng. Trọng Môn à, cậu đưa tiễn các vị lão bản ra ngoài đi. Vâng, thưa thành chủ. Mời các vị lão bản. Cảm ơn thành chủ tiễn. Vậy chúng tôi xin cáo lui trước. Như Yên, chắc sắp về rồi nhỉ? Đúng, hôm nay cậu ấy xin nghỉ. Nói là về lấy chút đồ. Hay là ta tự đi đón nhé? Không cần đâu. Chú ơi, về vừa đúng lúc. Là thiếu thứ gì sao? Cứ gọi điện nói trực tiếp với ba là được rồi. Đâu cần phải về tận một chuyến xa xôi. Là một chút đồ riêng của con. Bẩm thành chủ, người mà ngài bảo cháu theo dõi. Thằng nhóc Ngộ Không đó có tin tức rồi. Nói đi, không sao. Cái tên Ngộ Không đó, ngay ngày đầu khai giảng đã một mình vượt đại Hoàng Mao Điêu Thử. Một mình hạ gục 116 con Hoàng Mao Điêu Thử, kể cả Thử Vương luôn. Chắc chắn là nó sao? Chắc chắn, rất chắc chắn. Tin tức cũng đã đưa rồi. Chỉ có kẻ yếu mới dùng cách này để chứng tỏ bản thân. Như Yên nói không sai. Là nó thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là mấy con Hoàng Mao Điêu Thử thôi. Con à, sao con lại về đây? Cái đó, con về trốn vài hôm. Trốn vài hôm, sao vậy? Là ở trường bị người ta bắt nạt à? Là người nhà họ Liễu, mẹ kiếp. Cứ ép con phải không? Không phải đâu ạ. Là gần đây tin tức trường toàn là về con hạ gục được mấy con Hoàng Mao Điêu Thử. Mà lại còn có một thằng béo cứ đuổi theo con. Con về thở chút không khí. Ồ vậy à, ba. Con đi ngủ trước đây, chào ba. Con trai rốt cuộc đã hạ bao nhiêu con Hoàng Mao Điêu Thử vậy? Mà đến cả bộ phận tin tức cũng phải xuất động. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến giải đấu khai giảng. Hầu ca, hãy tin tôi, nhất định sẽ không để anh bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử đâu. Đây chính là sức mạnh mà độ dung hợp 32% mang lại sao? Giải đấu ơi, ta đến đây. Chào mừng các bạn học sinh. Như mọi người đã biết, giải đấu khai giảng là sự kiện độc nhất vô nhị của Đại học Bắc Hà chúng ta. Việc phân bổ tài nguyên sau khai giảng cũng dựa theo thứ tự xếp hạng. Quy tắc thi đấu cũng rất đơn giản. Mỗi lớp cử một số học viên tham gia. Thắng thì ở lại, thua thì rút lui khỏi trận. Cuối cùng xếp hạng dựa theo số vòng thắng. Không ngờ, phó thành chủ cũng có hứng thú đến xem giải đấu khai giảng của chúng ta. Không sao, không sao, cứ xem như tôi là người xem náo nhiệt thôi. Chú à, cháu xuống dưới trước đây, lát nữa còn phải thi đấu. Được, lát nữa nhẹ tay một chút. Đừng lỡ tay đánh chết mấy bạn học khác đấy. Vâng, cháu biết rồi. Đúng lúc, tôi tuyên bố, giải đấu khai giảng tân sinh viên chính thức bắt đầu.